với dầu Nga, Nga dầu ra. Thưa quý vị và các bạn, có nhiều sai lầm nghiêm trọng khi G7 áp đặt giá trần dầu mỏ của Nga. Nó không chỉ giúp cho các tập đoàn năng lượng Nga kiếm lợi khủng hơn mà còn làm giàu cho cả Trung Quốc. Trong bối cảnh đó, người Nga đang lặng lẽ tập hợp một hạm đội bóng tối lên tới 240 tàu. Để làm gì? Lý do gì khiến Nga càng kiên nhẫn chờ đợi thì Ukraine, Mỹ và EU càng đuối sức? Sau đây, mời quý khán thính giả cùng quan sang theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của kênh Tin Bosomer News. OPEC Plus giữ nguyên quyết định giá dầu tăng vọt khi G7 áp giá trần dầu Nga. Như vậy, lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ của Nga được thông qua trong gói trừng phạt thứ 6 mà EU ban bố hồi tháng 6 năm 2022, bắt đầu có hiệu lực từ hôm qua là ngày 5 tháng 12. Đồng thời, các nước EU và G7 áp trần giá 60 USD một thùng, với hy vọng có thể ép buộc Moscow bán dầu cho các đối tác khác với ít lợi nhuận hơn. Còn nhớ, 2 tuần trước, giá dầu sụt giảm sau khi tờ Wall Street Journal đưa tin rằng Ả Rập Xê Út sẽ tăng sản lượng dầu lên 500.000 thùng mỗi ngày, một động thái có thể giúp hàn gắn rạn nứt giữa Ả Rập Xê Út và chính quyền Biden, trong bối cảnh phương Tây đang nỗ lực ngăn chặn ngành dầu mỏ của Nga. Nhưng cùng ngày hôm đó, ngày 22 tháng 11, Bộ trưởng Dầu mỏ Ả Rập Xê Út, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman đã bác bỏ thông tin trên và nhấn mạnh lại rằng OPEC Plus sẽ tiếp tục cắt giảm 2 triệu thùng mỗi ngày cho đến cuối năm 2023 và nước này sẵn sàng can thiệp vào thị trường nếu cần thiết, tức là OPEC sẽ cắt giảm sản lượng hơn nữa nếu giá dầu giảm mạnh. Như vậy, có thể thấy thông tin của Wall Street Journal về việc Ả Rập Xê Út tăng sản lượng dầu để giúp Mỹ và chống lại Nga đã được chứng minh là tin giả. Một lần nữa, OPEC Plus tiếp tục dội gáo nước lạnh lên nhóm G7 cũng như quan chức EU khi vào ngày Chủ nhật 4 tháng 12, OPEC Plus đã đồng ý tuân thủ các mục tiêu cắt giảm sản lượng dầu chỉ 2 ngày sau khi G7 đồng ý áp mức giá trần 60 đô la đối với dầu của Nga. Sau khi các nước phương Tây bắt đầu áp đặt mức giá trần 60 USD một thùng và lệnh cấm đối với một số loại dầu của Nga, dầu thô Brent đã tăng 2,27 USD lên 87,84 USD một thùng. Theo Fortune, dầu thô Brent vốn giảm xuống mức thấp nhất vào ngày 28 tháng 11, nhưng cuối cùng lại đạt mức tăng hàng tuần lớn nhất trong một tháng. Điểm chuẩn được giao dịch cao hơn tới 1,7% vào thứ hai sau quyết định của OPEC Plus về các dấu hiệu nới lỏng các biện pháp hạn chế Covid ở Trung Quốc và những bất ổn xung quanh xuất khẩu của Nga. Trong khi ấy, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết, Moscow sẽ cấm các công ty trong nước bán dầu của Nga dưới bất kỳ mức giá trần nào và sẵn sàng giảm sản lượng để bù đắp cho lượng xuất khẩu bị mất. Như vậy, có thể thấy cùng với động thái của OPEC Plus giữ nguyên lập trường cắt giảm sâu 2 triệu thùng một ngày và Nga cấm bán dầu cho các quốc gia áp giá trần, chủ yếu là Mỹ và EU, lệnh trừng phạt thiếu lý trí này của G7 tiếp tục sẽ đẩy châu Âu lún sâu hơn vào cuộc khủng hoảng năng lượng trong thời điểm tuyết bắt đầu rơi tại châu lục này. Chưa dừng lại ở đó, mức trần 60 đô la của các quan chức G7 và EU sẽ tiếp tay thêm cho Trung Quốc ngày càng kiếm nhiều tiền hơn. G7 trừng phạt áp giá trần dầu Nga là làm lợi cho Trung Quốc. Có nhiều sai lầm trong chính sách áp đặt giá trần đối với dầu Nga của G7. Thứ nhất là nó không làm tổn hại gì đến Nga bởi mức giá trần 60 đô la một thùng còn cao hơn giá dầu Ukraine Nga đang bán hiện tại, cao hơn mức giá niêm yết trung bình trong 5 năm và cao hơn nhiều so với giá hoàn vốn trung bình của tập đoàn năng lượng Rosneft của Nga. Theo Reuters, mức trần giá G7 sẽ cho phép các nước ngoài EU tiếp tục nhập khẩu dầu thô của Nga bằng đường biển, nhưng nó sẽ cấm các công ty vận chuyển, bảo hiểm và tái bảo hiểm xử lý các lô hàng dầu thô của Nga trên toàn cầu, trừ khi nó được bán với giá thấp hơn giá trần. Theo Epoch Times, điều này có nghĩa là Trung Quốc sẽ có thể mua thêm dầu của Nga với mức chiết khấu lớn, trong khi gã khổng lồ dầu mỏ thuộc sở hữu nhà nước Nga sẽ tiếp tục tạo ra lợi nhuận rất cao 16% trên vốn trung bình được sử dụng và hơn 8,8 tỷ rúp, tức 141 triệu đô la doanh thu, có nghĩa là thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ cao gấp đôi yêu cầu chi tiêu vốn của nó. Mức giá trần sai lầm này của G7 không chỉ mang lại sự giàu có cho Trung Quốc mà còn giúp tập đoàn Rosneft kiếm được lợi nhuận khổng lồ và có thể trả hàng tỷ đô la tiền thuế cho chính phủ Nga. Một mặt, G7 đã tự đẩy mình vào thế khó khi tước đoạt 4,5 triệu thùng mỗi ngày lượng dầu xuất khẩu của Nga trong năm 2023 ra khỏi nguồn cung với mức giá tối thiểu, mà còn giúp OPEC trở nên quyền lực hơn khi mọi động thái cắt giảm nguồn cung của khối này trên thực tế là đẩy giá dầu lên mức cao hơn. Có thể nói Trung Quốc đang cực kỳ hạnh phúc khi vừa được đảm bảo nguồn cung dài hạn với mức giá chiết khấu hấp dẫn từ Nga, trong khi vừa bán được các sản phẩm tinh chế ra toàn cầu, đặc biệt là thị trường châu Âu với giá đắt cắt cổ.
nhà kinh tế học người Tây Ban Nha và là giáo sư kinh tế học toàn cầu Daniel Glucksman đã nhận xét về quyết định trừng phạt và áp giá trần dầu Nga của G7 như sau. Khi tôi đọc tin tức về giới hạn này, tôi tự hỏi liệu các quan chức G7 đã từng làm việc trong ngành cạnh tranh toàn cầu hay chưa? Họ có thể chưa, nhưng chắc chắn họ sẽ tuyển dụng hàng ngàn chuyên gia có thể nói với họ rằng đây là một ý tưởng thông minh, đó là rác rưởi. Nếu G7 thực sự muốn làm tổn hại đến tài chính và xuất khẩu của Nga, thì cách để làm điều đó là khuyến khích đầu tư cao hơn vào các nguồn thay thế và cạnh tranh hơn. Tuy nhiên, những gì đang diễn ra thì ngược lại. Có thể nói quyết định trừng phạt dầu Nga của G7 là một sai lầm nghiêm trọng khi bằng cách thêm cái gọi là giá trần dầu Nga vào các gói trừng phạt. G7 đang gieo mầm cho một siêu chu kỳ hàng hóa, nơi thay vì các nước EU muốn thoát khỏi sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga, thì nay lại phải phụ thuộc vào một thế lực còn mạnh hơn nhiều, đó là OPEC, OPEC Plus và Nga. Cũng vậy, quyết định áp giá trần dầu Nga của G7 đã khiến các nền kinh tế châu Âu lẽ ra chỉ phụ thuộc vào một mình nước Nga, thì nay lại đặt mình vào tình thế phụ thuộc vào cả hai ông lớn là Nga và Trung Quốc. Tất nhiên, người Nga cũng không ngồi yên nhận lệnh trừng phạt vô cớ của G7, mà họ hẳn có một chiến lược bài bản và luôn đi trước nước Mỹ, EU tới tận 1-2 bước. Nga tăng cường hạm đội ngầm để vượt qua các lệnh trừng phạt. Như trong video trước chúng tôi đã đề cập, các biện pháp trừng phạt năng lượng của phương Tây đối với Nga càng giúp Moscow nhanh chóng mở rộng thị trường bên ngoài châu Âu, đặc biệt với hai đối tác lớn là Trung Quốc và Ấn Độ. Trong đó, Nga đã sử dụng một tuyến đường cực kỳ hiệu quả và được mệnh danh là con đường tơ lụa Bắc Cực. Có thể thấy cách mạng hóa dòng chảy thương mại năng lượng từ Nga sang châu Á với con đường tơ lụa Bắc Cực này. Tờ Bloomberg cho biết, hành trình này là con đường ngắn nhất giữa châu Âu và Đông Á, chỉ mất một nửa thời gian để đến Trung Quốc từ các cảng Baltic của Nga so với tuyến đường thông qua kênh đào Suez. Không chỉ thiết kế là các chuyến hải trình chở dầu đầy hiệu quả và trong nỗ lực làm giảm tác động của các hạn chế quốc tế đối với việc bán dầu của mình, Nga đã bí mật tập hợp một hạm đội ngầm gồm hơn 100 tàu chở dầu. Tờ Financial Times hôm 3 tháng 12 cho biết, việc mua tàu chở dầu chủ yếu ẩn danh có thể được theo dõi bởi sự gia tăng lớn về số lượng người mua mới hoặc người mua mới xuất hiện trong danh sách các cơ quan đăng ký. Anderson, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu tàu chở dầu tại Prima cho biết, các tàu này thường có tuổi đời từ 12 đến 15 năm và dự kiến sẽ bị loại bỏ trong vài năm tới. Có thể thấy thị trường mua bán tàu cũ bỗng nhiên nhộn nhịp bất thường, có điều gì kỳ lạ ẩn sau hiện tượng này. Chuyên gia Craig Kennedy tại trung tâm Davis của Harvard và nghiên cứu Á-Âu giải thích như sau. Chúng tôi đã chứng kiến khá nhiều giao dịch bán tàu cũ cho những người mua ẩn danh trong những tháng gần đây và vài tuần sau khi giao dịch. Nhiều tàu chở dầu này đã xuất hiện ở Nga để nhận lô dầu thô đầu tiên của họ. Rystad Energy, một công ty tư vấn năng lượng, cho biết Nga đã tích lũy thêm 103 tàu chở dầu để bổ sung vào đội tàu của mình trong năm nay. Thông tin này được đưa ra chỉ trước thời điểm lệnh áp giá trần dầu Nga có hiệu lực đúng 2 ngày. Với đội tàu cũ được bù lại với giá cực rẻ này, người Nga đang tìm cách tăng cường xuất khẩu dầu sang Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia khác đã tăng cường mua năng lượng của Nga. Theo phân tích của Prima, các nhà khai thác Nga dường như đã có được 29 tàu chở dầu thô cực lớn VLCC, có thể chuyên chở hơn 2 triệu thùng mỗi chiếc, 31 tàu chở dầu cỡ Suezmax chở khoảng 1 triệu thùng, 49 tàu chở dầu Aframax với sức chứa 700.000 thùng. Cơn sốt mua tàu chở dầu của Nga có lẽ vẫn chưa kết thúc, vì như chuyên gia phân tích Viktor Kurilov cho biết, Nga cần hơn 240 tàu chở dầu để duy trì hoạt động xuất khẩu hiện tại. Có thể nói, chính quyền Tổng thống Putin đang một mình đối phó lại với tập thể phương Tây đang tìm mọi cách để làm suy yếu nước Nga. Ngược lại, người Nga cũng đang tìm mọi cách linh hoạt nhất có thể để chống lại các mối đe dọa và các lệnh trừng phạt vô cớ từ Mỹ, NATO và EU. Nói chính xác hơn, cuộc chiến tại Ukraine là cuộc chiến giành quyền kiểm soát bá quyền giữa một bên là Mỹ và bên kia là Nga trong việc đưa thế giới từ đơn cực trở thành đa cực. Nó đang được tiến hành trên cả hai mặt trận quân sự và tài chính. Cuộc chiến điện năng khốc liệt, hơn 30 triệu người có thể phải rời bỏ đất nước. Ukraine, quốc gia ủy nhiệm của Mỹ và NATO, đang đối mặt với một mùa đông không điện, không nhiệt và khủng hoảng lương thực và nước uống trầm trọng. Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy Nga có ý định phá vỡ ý chí của người Ukraine. Khi tuyết bắt đầu rơi, cũng là lúc hệ thống lưới điện của Ukraine vốn để giữ ấm và duy trì sự sống cho người dân
đang dần bị phá hủy. Việc phá hủy mạng lưới điện quốc gia trong chiến tranh được cho là cuộc biến thể hiện đại của cuộc bao vây thời Trung Cổ. Nhưng thay vì bao vây thành cát hay lâu đài và khiến cư dân ở đó có nguy cơ chết đói, buộc phải đưa ra các điều khoản đầu hàng, thì người Nga lại mong muốn người Ukraine rời bỏ đất nước để đến tị nạn tại các nước châu Âu. Tuy nhiên, cần xét đến một thực tế là Điện Kremlin được cho là đã cẩn thận để tránh leo thang thành một cuộc chiến lôi kéo NATO vào cuộc đối đầu trực tiếp. Tuy nhiên, sau hàng loạt những hành động tấn công khiêu khích của chính quyền Kiev, mọi kiềm chế và kiên nhẫn của Tổng thống Putin đã chấm dứt. Do đó, khi mùa đông đến, hơn 30 triệu người Ukraine sẽ phải đối mặt với sự lựa chọn trở thành người tị nạn hoặc chết vì lạnh và đói. Bây giờ tuyết đã rơi tại Ukraine và một số quốc gia châu Âu. Người Nga đã nhắm mục tiêu vào nguồn cung cấp năng lượng của Ukraine. Thời điểm này không phải là ngẫu nhiên và các nhà lãnh đạo của EU giờ đây có thể hình dung ra những hậu quả nặng nề có thể xảy ra. Tuy nhiên, các quan chức EU vẫn tiếp tục đưa ra những chính sách trừng phạt thiếu lý trí và với quan điểm chống Nga đến cùng, họ đã bỏ bê lợi ích của quốc gia và của người dân chính họ. Nhưng giờ đây, chính quyền Tổng thống Biden dường như đã hiểu mối nguy hiểm đang rình rập của mùa đông không có điện. Phải chăng vì thế mà Tổng thống Biden đã ngỏ ý muốn gặp Tổng thống Putin? Tất nhiên, với điều kiện là Putin phải thừa nhận thất bại như chúng tôi đã đề cập trong video trước. Trong trò chơi vĩ đại về chiến lược địa chính trị của Putin, việc đưa chính quyền Tổng thống Biden và Tổng thống Zelensky ngồi vào bàn đàm phán nếu thành công có thể được coi là một chiến thắng cho người Nga. Nhưng cuộc xung đột này không chỉ là một cuộc chiến ủy nhiệm trên đất Ukraine. Cả Nga và Mỹ đều có những mục tiêu quan trọng hơn cả. Người Nga muốn đảm bảo an toàn cho biên giới phía Tây của họ. Điều đó có nghĩa là ít nhất NATO phải rút lui khỏi tất cả các quốc gia khu vực có khoảng cách 300 km là tầm bắn của tên lửa, như Ngoại trưởng Nga Lavrov đã đề cập. Tất nhiên, chính quyền Tổng thống Biden chắc chắn sẽ từ chối, bởi Mỹ sẽ không bao giờ sẵn sàng từ bỏ tư cách là người bảo vệ châu Âu thông qua cánh tay đắc lực NATO. Một sự thừa nhận như vậy chẳng khác gì đặt dấu chấm hết cho sự kết thúc thế giới đơn cực và chẳng khác gì sẽ nâng cao vị thế và sức mạnh của Nga không chỉ ở đấu trường Tây Âu mà trên toàn bộ lục địa Á Âu. Tuy nhiên, với sự khốc liệt của mùa đông thiếu năng lượng và một Ukraine khó lòng chống đỡ nổi trước cuộc tổng tấn công mùa đông dự kiến có khả năng xảy ra của Nga, chính quyền Biden có thể sẽ nối lại các cuộc đàm phán với Nga vốn đổ bệ cách đây vài tuần trước khi tình hình trở nên tồi tệ hơn. Bởi Ukraine đang vật lộn với rất nhiều vấn đề nan giải, không chỉ lực lượng binh sĩ tổn thất nặng nề và đang dần kiệt quệ, tình trạng thiếu vũ khí, thiếu điện, thiếu nhiệt sưởi, nước uống, thực phẩm đã đặt ra những thách thức không hề nhỏ đối với Mỹ và EU. Họ có 3 vấn đề cấp bách buộc phải xem xét. Thứ nhất, EU đang trong tình trạng khủng hoảng mùa đông này với tình trạng thiếu năng lượng, giá lương thực cắt cổ và chi phí sản xuất tăng vọt có thể là thử thách khắc nghiệt nhất mà các quốc gia EU từng phải đối phó. Nó xảy ra vào thời điểm đồng euro đang phải đối mặt với sự bất ổn có thể làm sụp đổ các ngân hàng lớn và khiến đồng euro rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán. Rủi ro của đồng euro gần như chắc chắn sẽ chuyển thành mối đe dọa hiện hữu đối với vị thế của đồng đô la cùng với hệ thống ngân hàng của Mỹ. Thứ hai, Mỹ đang cùng lúc phải đối phó không chỉ với một mà là cả hai siêu cường quân sự và kinh tế là Nga và Trung Quốc. Cả hai đang hình thành nên một liên minh tạo ra một chuỗi cung ứng độc lập với việc Nga cung cấp nguyên liệu thô cho toàn thế giới và Trung Quốc cung cấp hàng hóa trên toàn cầu. Dựa trên cơ sở dân số, chỉ cần thiết lập với hai đối tác thương mại là Ấn Độ và Trung Quốc, Nga sẽ dễ dàng vượt qua mọi sự cô lập của Mỹ và EU. Thứ ba, cốt lõi của mối quan hệ đối tác giữa Nga với Ấn Độ, Ả Rập Xê Út, Trung Quốc được xác định là để nhằm hạn chế sử dụng đồng đô la trong các giao dịch thương mại càng nhiều càng tốt. Với tư cách là một trong hai bên đứng sau việc tạo ra đồng đô la dầu mỏ hay còn gọi là petrodollar, Ả Rập Xê Út đang tái liên kết với khối thương mại châu Á. Những động thái tiếp theo hướng này chắc chắn sẽ làm suy yếu quyền bá chủ của đồng đô la, vốn là nguồn sức mạnh chính của Mỹ đối với các quốc gia khác. Cuộc chiến tài chính gây cấn. Có thể nói cuộc chiến tại Ukraine là cuộc chiến đấu trí lẫn cờ bắp giữa Nga và Mỹ, NATO, EU. Ngoài đấu cờ bắp trên chiến trường, mặt trận còn lại chính là cuộc chiến tài chính. Với việc Mỹ phải đối diện với sự phối hợp tấn công của Nga nhằm vào quyền bá chủ của đồng đô la, trong khi người Mỹ sẽ trở nên nghèo hơn do lạm phát và buộc phải in thêm tiền, thì người châu Âu cũng trở nên khốn khổ hơn với nền kinh tế công nghiệp bị suy giảm. Bất kể bạn in bao nhiêu tiền thì năng lượng vẫn khan hiếm và về cơ bản châu Âu vẫn không đủ sức để đối đầu với Nga.
Kết cục bi thảm của nền kinh tế châu Âu sẽ buộc các nhà lãnh đạo châu lục này phải sớm hòa đàm với Nga trong nỗ lực hồi phục dòng khí đốt, bằng cách chấm dứt nguồn cung tiếp tế cho Ukraine để kết thúc xung đột. Trong khi châu Âu đang phải vật vã chống chọi với cơn cai nghiện khí đốt của Nga, thì Nga đã tăng cường giao thương với các quốc gia châu Á. Người Nga đang lên kế hoạch cho một loại tiền tệ thanh toán thương mại thay thế, và nếu thành công, hệ thống này có thể giải phóng một lượng lớn đô la thuộc sở hữu nước ngoài lên các sàn giao dịch. Tất nhiên, chúng ta không có cách nào để hiểu rõ kế hoạch này của người Nga, nhưng các dấu hiệu cho thấy Nga đang tập trung vào một loại tiền kỹ thuật số dựa trên vàng. Moscow thiết lập một sàn giao dịch vàng mới. Các ngân hàng trung ương châu Á tích lũy thêm dự trữ vàng và việc Ả Rập Xê Út tìm kiếm các khoản thanh toán không dùng đô la cho việc bán dầu đều là những bằng chứng gián tiếp. Đáng tiếc là Mỹ sẽ không có bất kỳ phương tiện nào để ngăn chặn các hoạt động bằng đồng rút vàng tiền điện tử, vì giá sẽ được gắn với giá vàng trên thị trường toàn cầu. Cựu quan chức Bộ Tài chính Mỹ Michael Ridgeway từng cảnh báo việc Nga phát triển đồng rút kỹ thuật số có thể là một mối lo ngại đối với Mỹ. Ông nói, điều khiến tôi lo lắng là nếu Nga, Trung Quốc và Iran đều tạo ra các loại tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương để phục vụ các hoạt động tài chính bên ngoài hệ thống thanh toán đồng USD và các quốc gia khác đều chấp nhận chúng, thì điều đó sẽ là đáng báo động với Mỹ. Cuộc xung đột tại Ukraine cho thấy các tiêu chuẩn kép của phương Tây dành cho Nga, khi cả Washington và Brussels đang tìm mọi cách để cướp trắng khối tài sản của Nga ở nước ngoài. Tất nhiên, hành động này được ẩn giấu dưới danh nghĩa đấu tranh vì nền độc lập của Ukraine. Tuy nhiên, nó cũng khiến nhiều quốc gia trên thế giới nhìn Nga với bài học nhãn tiền và từ đó giảm dự trữ đô la trong giỏ ngoại tệ quốc gia của họ. Vì vậy, một loại tiền tệ thương mại châu Á mới, nếu thành công, sẽ chỉ làm tăng thêm tình trạng tồi tệ của đồng đô la. Hệ thống tiền tệ mới này sẽ bao gồm hỗn hợp tiền tệ quốc gia và hàng hóa. Đồng thời, đồng tiền thanh toán thương mại mới cũng sẽ được dành cho bất kỳ quốc gia nào trong tổ chức hợp tác Thượng Hải SCO và các thành viên trong nhóm kinh tế mới nổi của BRICS mở rộng. Tham vọng của nó là thay thế đồng đô la trên toàn châu Á. Thêm nữa, vấn đề lạm phát tại cả Mỹ và châu Âu được phản ánh thông qua cuộc khủng hoảng năng lượng. Nhiều trong số đó phát sinh từ các biện pháp trừng phạt chống lại Nga. Để ngăn toàn bộ hệ thống đồng euro bị mất ổn định, giải pháp ngắn hạn rõ ràng là các quan chức Brussels cần phải ký hiệp ước với Nga. Trong khi ấy, chính quyền Biden đang tiến hành trò chơi quyền lực trên cả hai mặt trận, Nga và Trung Quốc. Trong khi hung hăng với Nga, chính quyền Biden lại tỏ ra mềm mỏng với Trung Quốc, bởi đơn giản, Mỹ vẫn còn phụ thuộc rất nhiều vào nền kinh tế Trung Quốc. Tuy nhiên, quả đắng đã dành cho ông Biden, vì dù cố ý hay không, chính quyền Bắc Kinh đang siết chặt các tập đoàn Mỹ bằng chính sách Zero Covid điên rồ của nước này. Tổng thống Putin đã thể hiện bản lĩnh lãnh đạo khi vượt qua mớ hỗn độn do Tổng thống Yeltsin để lại. Và trước khi tình hình Ukraine leo thang, người Nga đã lường trước tất cả các biện pháp trừng phạt do Mỹ dẫn đầu và đã tính toán kỹ lưỡng các phản ứng của mình. Trong khi kinh tế Mỹ, EU lâm vào khủng hoảng và sức mạnh quân sự có nguy cơ giảm sút do cạn kiệt kho dự trữ vũ khí, thì người Nga cho thấy sự dẻo dai bền bỉ khi đấu lại hàng chục ngàn lần trừng phạt và cũng như hàng ngàn tấn vũ khí viện trợ của tập thể phương Tây tại chiến trường Ukraine. Hiện tại, với sự khởi đầu của mùa đông, Tổng thống Putin đủ khả năng để chờ đợi, và càng chờ đợi lâu, Ukraine và EU càng cho thấy bị đuối sức. Quý khán thính giả thân mến, bản tin bình luận hôm nay đến đây xin tạm dừng. Quý vị nghĩ sao về đề tài chúng tôi vừa nêu trên? Xin hãy để lại bình luận bên dưới. Mọi bình luận, nhận xét và sự chia sẻ video này của quý vị đều là nguồn động viên quý giá cho đội ngũ làm chương trình của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi video của kênh Tình 360 News. Quý vị nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông để theo dõi các video tiếp theo của chúng tôi. Các bản tin bình luận sẽ được phát sóng vào lúc 7:30 các tối từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần. Kính mời quý khán thính giả cùng đón xem. Và bây giờ, Quang Sang xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào các bản tin kỳ sau. Chúc quý vị có một buổi tối thật nhiều niềm vui. Thân ái, chào, tạm biệt.